được gọi bất ngờ trước đại diện của đội bóng Việt Hưng với tỷ số 2-1. Dù rằng Việt Hưng sở hữu nhiều cơ hội hơn, nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng rõ ràng cách tận dụng thì Việt Hưng lại làm khán giả cảm thấy không mấy là hài lòng. Họ đã có rất nhiều những cơ hội trong hiệp 2, nhưng rồi trong những tình huống sai lầm phòng ngự họ bất ngờ bàn thua, để rồi Bình Minh có thể mình vào trận chung kết cuối cùng của một giải năm nay. Thời tiết đang rất khắc nghiệt. Đường chuyền vào, đánh đầu, không vào. Và xuất điểm đầu tiên ở trận thắng hôm nay đã thuộc về cầu thủ bên phía bóng BMGA. Trung thành đã băng vào trên bằng đầu sau pha tạt biên đầy khó chịu. Tất nhiên sẽ muốn giành được kết quả thuận lợi nhất. Cơ hội dứt điểm vào, không vào, vẫn không vào. Bóng đã đập thẳng vào con dọc song pha diệm của cái tên Trung Thành. Cơ hội thời cơ vẫn được, liên tiếp là những pha diệm. Lần này thì trung vệ Trung Thành người đã phóng thành công. Qua người rồi, Vi Thành, Anh Đức, 3 đánh 2. Anh Đức, vẫn là Anh Đức, bóng ai không à. Lần này là người đội trưởng Quang Nghiệp đã diệm đi ra ngoài, nỗi phạt nguội ở tình huống va chạm trước đó. Tấm thẻ vàng ngay tức được trọng tài rút ra. Và rõ ràng lúc này Hồng Quân được chuyển sang Nhân Đẹp Trai. Nhân Đẹp Trai, bóng đã đi vào lưới sau sau tình huống diệm đến được cái tên Nhân Đẹp Trai. Đây là pha diệm đầu tiên mà đội bóng Vinh sở hữu. Như vậy thì dường như Xuân Quý đã bị đau sau một tình huống va chạm. Kiều Long, đang là Kiều Long, Thanh Huy, tôi không vào. Pha chơi bóng đầu tiên mà Thanh Huy vào sân anh dứt điểm. Anh thay thay tên gì nhỉ? Đấy rồi, không vào. Động tất nhiên bóng đá là một trò chơi của sự va chạm, tính hòa quyện. Và đơn giản đó là một pha bóng mà trung vệ bên phía Văn Bình cú sút xa. Như vậy tỷ số 1-0 quá bất ngờ, khi mà dường như tất cả các thủ áo trắng đợi chờ vào một đường chuyền dài của cái tên Văn Bình. Và ngay cả thủ thành Đình Thảo đã có phần đứng hơi cao. Sau đó thì Văn Bình tung ra một pha dứt điểm, bóng đi hiểm hóc. Và 1-0 dành cho Bình Minh. Bình Minh luôn như vậy, không tấn công nhiều nhưng luôn với cách tận dụng. Chúng ta cũng theo dõi lại một tình huống mà rõ ràng thủ thành Đình Tạo đã có một pha bóng mất tập trung, anh chủ quan. Nhân Đẹp Trai đã bắt bài tốt, phản công nhanh. Nhân Đẹp Trai, bóng đã đi vào lưới sau. Một pha phản công mẫu mực mà Bình Minh tạo ra, đến thứ hai cầu thủ là Hà Phú và Nhân Đẹp Trai. Suýt chút nữa thì cái tên Trọng Nhân đã mang về bàn thắng, được tạo ra bằng một pha phản công. Đường chuyền, rồi không vào. Và người dứt điểm là cái tên Tiến Hưng. Cánh trái bên phía bóng đen đang bị khai thác một cách rất triệt để, nhưng rõ ràng thì cũng thoát đi vừa rồi. Cung trung, một pha dứt điểm quá kẹp. Vẫn là Hoàng Linh, điểm 10 dành cho Hoàng Linh. Vi Thành đã băng lên để tạo ra một tình huống đi bóng sắc lẹm mà cầu thủ đá số 2 tạo ra. Vi Thành không vào, lần thứ hai mà xà ngang rồi cô dọc từ chối bàn thắng của thủ bên phía BMGA. Lần này là pha thiệp đến từ cái tên Vi Thành. Vẫn còn rất nhiều thời gian, ngoài sân thì những cầu cú sút ngay không vào. Câu trả lời đến từ đội bóng FC Bình Minh, người dứt điểm là cái tên Văn Minh. Bóng đã tìm đến xà ngang, câu trả lời ngay lập tức sau khi mà Vi Thành dứt điểm bóng tìm đến. Có phải gặp chấn thương vùng cơ. Được căng ngang. Điểm nhấn từ pha bóng cố định đã giúp cho đội bóng Bình Minh có được bàn thắng về dẫn trước. Đúng rồi, nâng số thành 2-0. Thành Huy là người đã ghi bàn 2-0. Ở một thời điểm mà đội bóng BMGA khao khát bàn thắng nhất, nhưng họ bất ngờ nhận bàn thua. Và bây giờ khó khăn lại càng thêm khó khăn khi họ sẽ cần phải ghi tới 2 bàn thắng nếu như muốn kết thúc tỷ số trận đấu là hòa 2 đều và không thể thua thêm. Mình đã bắt rất xuất sắc. Vi Thành, Vi Thành sút xa không vào.
Và nếu như may mắn hơn, Duy Thành cũng như là Quang Hiệp đã có được bàn thắng ở những tình huống dứt điểm bóng tiến đến cột dọc của sáng hạng. Một ngày thiếu kém duyên đến từ những cầu thủ áo trắng làm gì rồi tại chuyền bóng về. Đây là Tiến Hưng sút xa không vào. Pha sút xa con đi là rất tốt và quyết đạo chuyền bóng đi là cực kỳ khó chịu đến từ Tiến Hưng, nhưng rõ ràng bóng vẫn đi là hơi cao so với cầu môn thành của Hoàng Linh. Và đúng vẫn chưa được dứt điểm. Không vào, lần thứ ba bóng tỉa bế sang ngang, tiếp tục là những tình huống dứt điểm không thành công của đội bóng BNG. Một ngày thi đấu mà dường như đội bóng áo trắng không thắp hương, họ quên thắp hương thì phải, quá đèn. Hôm nay là ngày 18, ngày hôm kia là hôm rằm, thì BNG dường như quên thắp hương thì phải, bóng liên tục tỉa bế sang ngang mà. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.